Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngồi đến quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý vị đến với tiết mục hỏi đáp về thuế với chuyên viên thuế vụ Hằng Lê. Chào Hằng Lê. Dạ, trước tiên Hằng Lê xin kính chào quý khán giả của Net Việt TV. Kính chào Thanh Tùng. Hằng Lê. Dạ. Bà con mình than cái vụ mà Obamacare lỡ mà mua ghi danh mua Obamacare. Rồi giờ tới khai thuế, tại sao có người lại than là tôi mua cho đã rồi giờ tôi khai thuế tôi bị phạt làm sao? Và trước khi bà con than thì giờ em than trước nha. Ok, dùng được vậy. Không? Em bắt đầu lên Thanh Tùng á. Chưa hồi hôm qua talk show với Thanh Sơn em đã khóc một trận, đã, chưa đã. 12 giờ khuya tối hôm qua đang lái xe về, vừa lái xe mà vừa nghe YouTube Thanh Tùng 30 tháng 4. Khóc một trận quá đã luôn. Nhưng mà lẽ ra nghe những cái tưởng niệm, những hồi niệm về 30 tháng 4 thì những ai đã từng sống trực tiếp cái thời điểm đó, đổ xương, đổ máu thì người ta nghe, người ta mới nhớ lại, người ta mới thấm, người ta mới khóc. Em quá trẻ, 30 tháng 4 em bao nhiêu tuổi mà em nghe mà em lại cảm động. Em 2 tuổi nhưng mà anh ơi, 30 tháng 4 2 tuổi nhưng mà cái tuổi 2 tuổi không có cha ở bên cạnh tới mười mấy, 15, 13, 14 tuổi cha mới về. Thì cha em đi đâu? Và cha em đi học tập cái tạo, cha em đi tù cộng sản. Cấp bậc bao nhiêu mà đi tù? Ba em đại tá. Đại tá cảnh sát. Tỉnh Long An luôn á. À. Thì anh thấy cái tuổi trẻ mà 12, 13 tuổi, từ 2 tuổi tới 12, 13 tuổi không có cha rồi sống mà trong cái xã hội như vậy, rồi mẹ thì trẻ và bị cộng sản. Anh nhớ là cái thời kỳ đó là mình sợ mấy cái người mà họ công an á, áo vàng, họ tới văn nhà mình, mỗi lần mà họ tới nhà mình là thế nào cũng có chuyện. Thì lúc đó mình cái đó là mình nightmare lắm anh, giống như là mình rất là sợ. Đó là lý do tại sao mà anh Tùng nói về 30 tháng 4, mỗi lần mà nhắc về tới 30 tháng 4 là cái ngày đó là tự nhiên. Tại vì tụi em sống trong cái hoàn cảnh đó. Em sống trong cái gia đình mà cha có đi tù cộng sản, nếu mà anh Tùng cũng biết là rất là sợ. Sợ những cái người công an họ tới để mà họ bắt mình đi kinh tế mới hả anh Tùng? Người ta bắt mình đi kinh tế mới, không biết là bà có hay không, nhưng mà ba mẹ em bị bắt mình đi kinh tế mới mà mẹ phải quỳ lại mấy cái người mà công an đó để mà mình được ở lại để chờ chồng. Rồi mình thấy cái cảnh mà mẹ mình hai mươi mấy tuổi mà phải bưng từng cái gói thuốc lá để bán ở ngoài đường. Mình thấy cái cảnh mà mình giống như là người ta treat mình như một đứa em bé ăn xin để người ta cho mình vài đồng mình mới mua bánh. Đó là lý do tại sao mà em cảm động mà em khóc ngày hôm qua. Quá đà. Thằng Lê là nhắc tới tiết mục Hot News với Thanh Tùng mà Thanh Tùng thực hiện vào đúng dịp 30 tháng 4 vừa qua đâu có gì. Ở tiết mục Hot News với Thanh Tùng có dành ít phút đầu để tưởng niệm những người đã chết trên đường di tản, tưởng niệm những người đã chết trên đường vượt biên, vượt biển. Và đặc biệt là tưởng niệm đến những vị tướng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những người đã tuẫn tiết ngay trong ngày 30 tháng 4. Thà chết chứ không để cho mình chứng kiến cảnh giặc tràn vào thành của mình. Tướng là phải chết theo thành, nêu cao khí tiết của những người lính thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra cái phần đó mà không ngờ đây là một cô gái 2 tuổi ở thời điểm đó nghe xong thì tiếc rất là cảm động. Thanh Tùng thì cảm ơn Hằng Lê và Thanh Tùng cũng cảm ơn, sẵn đây xin cảm ơn quý khán giả của Net Việt TV. Quý vị xem chương trình, quý vị cho chúng tôi những lời khích lệ, rất là cảm ơn quý vị và mong quý vị vẫn tiếp tục xem những chương trình như vậy. Rồi, bây giờ thì trở lại với cái mùa thuế 2021. Mình cho tới ngày hôm nay thì chỉ còn khoảng 2 tuần nữa thôi. Dạ đúng rồi. Chỉ còn, tại vì mùa thuế kết thúc vào ngày 17 tây tháng 5. Dạ. Bây giờ là mình bắt đầu vô tháng 5 rồi. Dạ. Còn 2 tuần nữa. 2 tuần đó vẫn còn có biết bao nhiêu câu hỏi về thuế. Mà nhờ gặp được Hằng Lê thì rất là mừng. Cho mình níu áo của em gái này để giải đáp giùm cho bà con. Thế tại sao cái chuyện gì xảy ra mà đi mua Obamacare để rồi bây giờ khai thuế lại bị đóng phạt lại hả em? Tại phạt bao nhiêu tiền nhé? Dạ đúng rồi anh, là tại vì khi mà mình mua Obamacare đó, vô tình chung hay là vì cái hãng bảo hiểm, cái người bán bảo hiểm họ muốn bán mình cái policy đó, hay là vì mình không biết nên mình khai cái income mình rất là rẻ, rất là thấp để mình không có bị đóng cái gọi là cái premium cao. Có những cái quý vị, anh không tên Tùng tưởng tượng nổi không, income 80-90 ngàn mà đóng premium có $1 thôi hay $2 thôi, thì khi mà tụi em làm thuế thì mình sẽ dựa theo cái income đó để mà mình re-audit lại cái Obamacare.
thì lúc đó mới hỏi ôi ra là tôi mua Obamacare có ba dựa theo income 20.000 hay 30.000, bây giờ income của tôi 90.000 thì mình phải đóng lại cái Obamacare, gọi là cái premium lại, đóng cái premium lại thôi, là bằng cái cách là mình làm thuế xong là mình đóng luôn cái sở thuế, tiền cái đó cho sở thuế. Đó là lý do tại sao mà quý vị mua Obamacare, mà quý vị có những quý vị lấy tiền thuế về và có những quý vị mà đóng thuế lại mà rất là nhiều, 12, 13, 14 ngàn là chuyện thường tình. Một lần nữa, quý vị, cái người mà hỏi quý vị giúp hồ sơ quý vị Obamacare, người ta hỏi là quý vị dự đoán đúng rồi một năm sắp tới quý vị làm ra bao nhiêu tiền, dựa trên cái tiền thu nhập của quý vị mà người ta mới xác định được cái tiền quý vị đóng cho Obamacare là bao nhiêu. Đúng rồi, tôi... Đa số mọi người đều không muốn đóng nhiều, cho nên mới khai cái thu nhập rất là thấp, để rồi. Được đóng rất là thấp. Tuy nhiên tới hồi đi khai thuế thì làm sao mà giấu được thu nhập của mình? Khai thuế là thu nhập nó lòi ra hết. Thì khi thu nhập lòi ra thì sao? Quý vị phải trả lại cho Obamacare cái khoản tiền mà lẽ ra quý vị phải trả từ một năm trở qua. Đó rồi. Là do quý vị phải trả lại tiền đơn giản vậy thôi, chứ không đúng phải là rồi. Phạt. Đúng rồi, không phải tiền phạt. Nếu mà phạt thì nó có nhẹ vậy. Dạ, đúng rồi, mình trả gọi là cái premium á. Trả là, lại. Dạ, với lại như vậy nè, anh Thanh Tùng, có những cháu á, họ muốn, những gia đình á, họ muốn mua rẻ quá, thì họ ép nguyên một dàn con cháu luôn, con của mình, dù con của mình là không có qualify, nhưng mà họ vẫn ép vô để mà họ mua Obamacare rẻ. Thì lúc mà họ thay thuế thì mình phải tách ra, tại thằng bé nó cũng có vừa insurance trong hãng, nó vừa có insurance Obamacare luôn, thì mình phải tách ra, và thằng bé tự nhiên từ trên trời rơi xuống có một phải đóng những cái mà đáng lý nó không cần phải đóng. Ok rồi, vậy thì lời khuyên của một chuyên viên thuế vụ nhiều kinh nghiệm đối với bà con của mình khi mua Obamacare trong thời gian sắp tới là ra làm sao? Là thưa anh, mình phải dựa theo cái income của mình hiện tại, có nghĩa là mình đem cái cùi chắc của mình và cái người phối nẫu của mình tới cho cái người mà Obamacare, họ bán Obamacare, cái người insurance agent của mình, để họ làm đúng cái lương của mình bây giờ, thì lúc đó mà thì mình sẽ làm đúng. Ví dụ như là quý vị là income của quý vị 5.000 một tháng, rồi người phối nẫu quý vị 5.000 thì phải đưa là 10.000, chứ đừng có đưa cái income của mình không giấu với người phối nẫu hay là estimate. Đừng bao giờ mà estimate mua Obamacare, tại vì khi mà mình estimate mà mình cao thì đỡ, mà estimate thấp là cuối năm mình sẽ bị đóng Obamacare. Nếu mà quý vị bị đóng Obamacare, có những cái trick mà quý vị nên làm là quý vị thử hỏi cái người mà thuế của quý vị đó, tôi có qualify chương trình mà IRA, traditional IRA không? Nếu có qualify chương trình traditional IRA, em khuyên nên bỏ cái vô đó để mình giảm cái chương trình, mình giảm cái chương đóng cái tiền Obamacare lại. Chứ là có cách. Có cách để quý vị bớt cái tiền phải trả cho Obamacare. Nói chuyện với người khai thuế của quý vị. Và đặc biệt trong trường hợp quý vị, người khai thuế của quý vị dĩ đơn lý do nào đó không trả lời được, thì đây cho Thanh Tùng giới thiệu cô Hằng Lê đang có một cái giải pháp để giúp cho bà con của mình. Hồi nãy Hằng Lê có nói câu rằng là nếu bây giờ đó mà mình khai cái thu nhập mình thiệt là thấp để mình đóng cái Obamacare cho nó thấp thì sau này dĩ nhiên mình phải trả lại. Nếu bây giờ mình khai cao hơn là con số thực tế mà mình có thì có được trả lại tiền không? Dạ được anh. Thí dụ như là hồi trước anh mua Obamacare dựa theo là 200.000, 100.000 income, mà bây giờ income của anh tới 50.000 thì dĩ nhiên họ phải trả lại cái tiền premium lại cho anh bằng cái cách vô thuế luôn. Ok. Rồi, bây giờ có một cái câu hỏi dành cho người giàu. Những người khai thuế vào mùa này là đa số những người làm ra tiền và phải đóng lại thuế nè. Cái capital gain thế nào là short term với long term, sao mình giữ làm sao? Dạ thưa anh, short term mình định nghĩa sở thuế là mình giữ từ một năm trở xuống, và long term là một năm trở lên, thì cái capital gains đó nó sẽ có cách tính khác nhau anh Thanh Tùng. Nó khác sao sao? Dạ thưa anh, nếu mà capital gains short term á thì mình sẽ nó sẽ cộng vô income rồi nó mới đóng thuế với mình, nó đóng thuế theo cái tax bracket đó. Còn nếu mà long term á thì họ sẽ dựa theo cái income của mình. Mình có thể, mình không có đóng thuế một đồng nào hết nếu mà loan mình là ở cái tax bracket 15% trở xuống. Còn 15% trở lên á, thì mình sẽ đóng là 10% tax bracket. Hay là
25% trở lên thì maximum là mình chỉ có đóng 20% tax bracket thôi. Ừ. Dạ. Em thấy bà con của mình á, nhất là cộng đồng Việt Nam của mình thì họ có tiết kiệm được nhiều khi mà khai thuế, khi kiếm được một mớ tiền của năm ngoái không? Mớ tiền có năm cách ngoái. nào để mà tiết kiệm cái tiền đóng thuế không? Có cách nào kiếm tiền đóng thuế hay không? Không anh. Tại vì stock là nó trade forward, nó sẽ chia ra. Anh nếu mà anh chơi stock anh biết á, họ sẽ chia ra là cái giá bán, giá mua và cái capital gain anh luôn. Và cái đó nó sẽ được gửi cho sở thuế, không có thể nào tiết kiệm được hết đó anh Thanh Tùng. Khuyên là nên thành thật khai báo. Nên thành thật khai báo và lời khuyên là nên giữ lại long term. Nếu mà mình nghĩ cái stock đó họ nó lời. Ok. Thưa quý vị vừa nghe một số phần giải thích liên quan tới thuế, mặc dù chỉ còn có 2 tuần lễ nữa kết thúc mùa thuế nhưng câu hỏi thì rất là nhiều. Đó là lý do chúng ta vẫn còn tiết mục hỏi đáp về thuế với Hằng Lê. Quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, gọi trung tâm thuế vụ Hằng Lê, địa chỉ số điện thoại đang hiện trên màn hình. Rất cảm ơn Hằng Lê. Dạ cảm ơn Thanh Tùng, cảm ơn khán giả đã lắng nghe. Dạ.